Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều nha. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì mình không có chia sẻ về tin tức hay là về những vấn đề khác, mà thấy được một cái thông tin này cũng hay hay. Cho nên muốn kể lại cho quý vị nghe về vấn đề vua chúa của ngày xưa đằng sau thâm cung của bí sử. Vâng, kính thưa quý vị, trong một tờ báo thì họ có viết rằng là không phải hoàng hậu hay phi tần, hoàng đế lần đầu làm chuyện ấy với ai. Vâng, kính thưa quý vị, nhiều người nghĩ rằng lần đầu tiên hoàng đế sẽ làm chuyện ấy dành cho hoàng hậu hoặc các phi tần, nhưng thực sự thì không phải là như vậy. Chuyện này mình cũng mới biết rồi nha. Thời Trung Quốc xưa, hầu hết các hoàng đế thường lên ngôi khi mới có 10 tuổi. Độ tuổi chưa đến giai đoạn dậy thì, nhưng họ phải tính đến chuyện hôn nhân, lấy vợ và nạp thê thiếp. Nhiều người như chúng ta nghĩ rằng lần đầu tiên của hoàng đế ắt hẳn là phải bên hoàng hậu nè, hoặc các phi tần, song thực tế không phải là như vậy. Hầu hết các hoàng tử sau khi sinh đều có bảo mẫu chăm sóc. Nguyên nhân đơn giản là do các phi tần sinh xong đều lao vào cuộc chiến dữ dằn, họ không có nhiều thời gian chăm sóc cho hoàng tử. Những bảo mẫu chăm sóc ngày đêm cho hoàng tử có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi mà thôi. Wow, 15 đến 20 tuổi mà đã làm bảo mẫu hả? Ngoại hình phải ưa nhìn, khỏe mạnh, là người thân cận bên hoàng tử từ nhỏ. Được tiếp xúc hàng ngày nên những bảo mẫu này dễ trở thành người đầu tiên khai sáng, truyền thụ lại kinh nghiệm phòng the cho hoàng tử. Số phận của những bảo mẫu này khá hẩm hiu. Về sau, những người này không được phong tước do thân phận quá thấp hèn, chỉ có thể tiếp tục sống làm bảo mẫu cho hoàng đế suốt đời. Nhưng cũng có số ít bảo mẫu may mắn được hoàng đế chấm, sủng ái và cho một danh phận rõ ràng, thậm chí phong làm thiếp của hoàng đế. Ngoài ra, đối tượng thứ hai dễ được hoàng đế trao cho lần đầu tiên là cung nữ phụ trách việc giáo dục chuyện giường chiếu cho hoàng đế. Thời nhà Thanh có 8 cung nữ được tuyển chọn để trở thành người dạy cho hoàng đế lý thuyết tình dục và truyền thụ kiến thức thực tiễn chuyện giường chiếu cho hoàng đế hàng ngày. Những nữ quan này phải xinh đẹp, tính tình đoan chính để có thể giúp hoàng đế tìm hiểu và làm quen những kiến thức tâm sinh lý một cách chuyên nghiệp mà không ngại ngùng. Vốn có ngoại hình nổi bật cùng tính cách dịu dàng, một số nữ quan thường xuyên ở cạnh tiếp xúc với hoàng đế nên dễ dàng nảy sinh tình cảm. Nhờ con đường đó, họ sẽ một bước lên cao và trở thành phi tử được vua yêu thương. Tuy nhiên, cũng có một số nữ quan tương đối bằng lòng với cuộc sống không tranh đấu trở thành phi của hoàng đế. Họ vẫn được ban lương, rời cung, trở về quê hương, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời đơn giản. Kết cục của những người này thường tốt hơn là những người thích tranh đấu chốn hậu cung. Cuộc sống của những nữ quan dạy chuyện giường chiếu cho hoàng đế có kết cục như thế nào? Cũng như theo tờ báo này, họ nói rằng để trở thành nữ quan dạy sinh lý cho hoàng đế không phải chuyện dễ, bởi sau đó cuộc sống của họ sẽ thay đổi lớn, ít nhất là tốt hơn số phận của cung nữ gấp trăm lần.
Thời Trung Cổ, tất cả vị hoàng đế nhỏ tuổi đều được dạy dỗ nhiều với những thầy giáo giỏi nhất, từ thơ ca, văn phú, võ thuật cho đến những chuyện tâm sinh lý, thậm chí kiến thức về chuyện giường chiếu. Tiểu hoàng đế tương lai cũng được cẩn thận chỉ dạy. Theo ghi chép xưa, trước khi kết hôn, hoàng đế sẽ có nữ quan dạy về kiến thức sinh lý, tình dục. Họ là nữ quan riêng của hoàng đế mà thôi. Cũng chính vì vậy, để trở thành nữ quan dạy sinh lý cho hoàng đế tương lai, dĩ nhiên không phải chuyện đơn giản mà thực chất là vô cùng khắt khe. Trước đó, nữ quan phải có dung mạo xinh đẹp, tính tình đoan chính để có thể giúp hoàng đế tìm hiểu và làm quen những kiến thức tâm sinh lý một cách chuyên nghiệp mà không ngại ngần. Vậy sau khi hoàng đế đã trưởng thành, số phận của những nữ quan dạy kiến thức sinh lý đó sẽ ra sao? Cũng giống như hồi nãy mình có đọc rồi, bây giờ họ cũng lại viết lại như vậy nữa, là có những nữ quan may mắn được hoàng đế ân sủng, vốn có ngoại hình nổi bật cùng tính tình dịu dàng. Một số nữ quan thường xuyên ở cạnh tiếp xúc với hoàng đế nên dễ dàng nảy sinh ra tình cảm. Nhờ con đường đó, họ sẽ một bước lên cao, trở thành là phi tử của vua yêu thương. Có rất nhiều người muốn trở thành nữ quan của hoàng đế, vì thế mà tính cạnh tranh của vị trí này cũng vô cùng khốc liệt. Ai cũng ra sức muốn làm hài lòng và gây ấn tượng cho hoàng đế. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của họ đó là cho dù vua có thích nữ quan đến thế nào, nhưng thái hậu sẽ không đồng ý bởi vấn đề thứ bậc. Song vua và hậu cung cũng sẽ không đối xử tệ với họ, sẽ cho họ có một số quyền lợi, mặc dù những quyền lợi này không lớn nhưng vẫn tốt hơn làm cung nữ cả trăm lần. Mặt khác, nếu được thái hậu và hoàng đế thông qua, nữ quan có thể được phong làm thê thiếp của hoàng đế. Hoặc nếu nữ quan dạy sinh lý cho hoàng đế có tham vọng lớn, họ sẽ nỗ lực để đi lên. Ngoài sự thông minh, hiểu biết, họ cần phải có hậu thuẫn vững chắc sau lưng, bởi hậu cung vốn là nơi tranh đấu đầy rẫy mưu mô, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Ngoài ra, cũng có những nữ quan tương đối bằng lòng với cuộc sống sau khi dạy kiến thức sinh lý cho hoàng đế. Họ được ban lương rời cung trở về quê hương, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái và sống một cuộc đời đơn giản. Kết cục của những người này tốt hơn là những người thích tranh đấu ở chốn hậu cung. Và có một câu chuyện cũng ly kỳ hấp dẫn nữa, là giai thoại một đêm thị tẩm tới chính phi tần của Khang Hy là có thật. Một người chồng mà thị tẩm tới chính bà vợ trong một đêm thì hết nói nổi rồi quý vị. Cái này chắc có lẽ ông Khang Hy này hồi đó ổng có uống cái rượu thuốc của vua Minh Mạng không ta? Mà hình như vua Minh Mạng sau khi vua Khang Hy mà ta. Ơi, mình cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó, mình chỉ muốn chia sẻ và đọc cho tất cả chúng ta được biết về cái giai thoại của ông Khang Hy mà thôi nha. Nổi tiếng là một vị hoàng đế tài ba, nhưng Khang Hy cũng là vị vua phong lưu đa tình nhất trong lịch sử của Trung Hoa. Hoàng đế thời xưa không chỉ có quyền lực cao nhất mà còn sở hữu nhiều phụ nữ nhất. Trong số đó nổi tiếng không thể không nhắc tới vua Khang Hy Đại Đế, khi ông có tới 4 vị hoàng hậu, 3 hoàng quý phi, 11 quý phi cùng vô số cung tần mỹ nữ cấp bậc thấp hơn, thậm chí hậu cung có lúc lên đến 3.000 phi tần. Chính vì lẽ đó, Khang Hy có tới 52 người con, là một trong những hoàng đế có số lượng người nối dõi cao nhất nhì trong lịch sử Trung Quốc. Có 3.000 phi tần, như vậy thật ra có nhiều phi tần ở trong cung, sống cả đời cũng chưa bao giờ được gặp mặt hoàng đế một lần nữa quý vị.
thì đừng nói chi là được hoàng đế thị tẩm một lần. Khang Hy tên thật là Ái Tân Giác La Quyền Diệp, sinh năm 1654, mất năm 1722, là con trai thứ ba của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng Đế. Mẹ ông là Hiếu Khang Chương Hoàng Hậu Đông Giai Thị, năm 1662, Thuận Trị Đế Băng Hà Khang Hy lên ngôi kế vị khi mới có 8 tuổi. Khang Hy nổi tiếng là một vị hoàng đế tài ba, đã thiết lập sự thịnh trị dài trên 130 năm của nhà Thanh sau một loạt chiến tranh. Ông được đánh giá là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất của lịch sử Trung Quốc và được xưng tụng là Khang Hy Đại Đế. Thế nhưng, ông cũng được đánh giá là một vị vua phong lưu đa tình nhất và háo sắc nhất của nhà Thanh. Có giai thoại cho rằng Khang Hy đã thực hành chuyện chăn gối từ rất sớm. Vào năm 1665, khi ông mới có 12 tuổi, Khang Hy đã cử hành hôn lễ với Hách Xá Lý, cháu gái Ngạo Bãi, vị đại thần nắm quyền sinh sát trong triều nhà Thanh. Mới có 12 tuổi mà đã thành thân rồi. Sau này, trong các phi tần của Khang Hy, có tới 4 cặp chị em. Việc 4 cặp chị em đều hầu hạ hoàng đế là điều hiếm thấy ở các hoàng đế Trung Hoa thời xưa. Người ta viết tắt là tứ đối tỷ muội hoa. Được hoàng đế Khang Hy yêu thích nhất gồm hoàng hậu Hách Xá Lý và em gái Bình Phi, Nghi Phi và muội muội là Quách Nhân, Quách La Lạc Thị, Hiếu Chương Hoàng Hậu và Ôn Hy Quý Phi, Hiếu Nhân Hoàng Hậu và Đông Quý Phi, tứ đối tỷ muội hoa, thường xuyên cùng nhau hầu hạ Khang Hy chuyện phòng the. Do hậu phi quá đông nên vị vua này từng tranh thủ lâm hạnh tới 9 phi tử trong một đêm, và dân gian đó có giai thoại là Cũ Phi Liên Châu. 9 phi này bao gồm Tuệ Phi, Bình Phi, Lương Phi, Vinh Phi, Tuyên Phi, Thuận Ý, Mật Phi, Thành Phi, Thuận Vũ Cần Phi và Huệ Phi. Do miệt mài thị tẩm nên tinh lực và sức khỏe của vị hoàng đế này bị hao tổn nghiêm trọng. Từ năm 1717, long thể của Khang Hy bắt đầu có những dấu hiệu sa sút, suy nhược, thường xuyên lâm bệnh. Tuy nhiên, những dấu hiệu cảnh báo đây vẫn không đủ để cho ông giảm tần suất của những cuộc mây mưa hưởng lạc trong chốn hậu cung. Năm 1718, khi Khang Hy 64 tuổi, Trần Quý Nhân hạ sinh tiểu A Ca thứ 35 tên là Dận Viên, nhưng tiếc rằng vị A Ca này sau khi sinh đã yểu mệnh qua đời. Kết cục đau thương của hoàng tử này có liên quan nhất định tới thể trạng vốn đã suy nhược vì tổn thương tinh khí của Khang Hy. Khang Hy là một người hiểu biết một chút về các nguyên lý của y học Trung Quốc và phương Tây, và ông cũng học được rất nhiều phương pháp giữ gìn sức khỏe từ ba trường phái Nho, Phật và Đạo giáo. Đáng tiếc là biết thì dễ hơn là làm. Nếu làm được như những gì ông biết, Khang Hy sẽ không chết ở tuổi 68 mà còn sống dai hơn nữa. Mối tình điên rồ, yêu vú nuôi của hoàng đế không biết chữ. Mối tình giữa Minh Hy Tông và vú nuôi được coi là sự điên loạn trong lịch sử của Trung Quốc. Minh Hy Tông năm 1605 đến năm 1627 là hoàng đế thứ 16 của nhà Minh, có tên thật là Chu Do Hiệu. Ông là con trai trưởng của Minh Quang Tông hoàng đế. Vị hoàng đế tại vị ngắn nhất trong lịch sử nhà Minh do ông Băng Hà chỉ sau 29 ngày tại vị. Sau khi phụ hoàng qua đời, Chu Do Hiệu lên ngôi ở tuổi 15. Minh Hy Tông được cho là vị vua không có học và ông cũng không hề biết chữ, không thể phê duyệt tấu sớ, cũng không thể coi việc triều chính, khiến cho nhiều nước lân bang khinh thường nhà Minh. Mọi việc triều chính
Minh Hy Tông đều giao lại cho viên quản quan là Ngụy Trung Hiền, cùng với người vú nuôi là Khách Thị nắm triều chính. Khách Thị tên thật là Khách Ấn Nguyệt, nhũ mẫu của vua Minh Hy Tông. Do Minh Hy Tông và Hiếu Hòa Hoàng hậu Vương Thị không may mất sớm, nên từ nhỏ Minh Hy Tông lớn lên trong sự chăm sóc của vú nuôi. Khách Thị khoảng 18 tuổi đã có chồng là một nông dân ở Bảo Định, Hà Bắc và có một đứa con gái. Tuy nhiên đứa con gái của bà không may qua đời chỉ sau khi sinh khoảng 1 tháng. Theo quy định, các nhũ mẫu sẽ phải rời khỏi cung điện trước khi hoàng tử lên 7 tuổi. Nhưng điều này không được áp dụng với Khách Thị. Từ lâu đã quen với sự chăm sóc của Khách Thị và thói quen này đã ăn sâu vào xương tủy nên không thể bỏ được. Nên càng trưởng thành, Chu Du Hiệu càng quấn quýt hơn với người nhũ mẫu này. Thậm chí nếu không gặp nhũ mẫu ít nhất một lần một ngày, Du Hiệu sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Tuổi thơ của Minh Hy Tông gắn liền với nhũ mẫu Khách Thị, nên việc nảy sinh ra tình cảm giữa hai người cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng. Tuy nhiên, tình cảm giữa Khách Thị và Minh Hy Tông không chỉ đơn thuần là tình thương như con dành cho mẹ, mà là của những cặp tình nhân đối đãi với nhau. Thậm chí các nhà sử gia còn khẳng định rằng chắc chắn giữa Minh Hy Tông và Khách Thị đã có chuyện ân ái và chăn gối với nhau. Khi Minh Hy Tông lên ngôi vua, Khách Thị đã trên dưới 40, nhưng bà vẫn đẹp tựa mỹ nhân 28, khiến Minh Hy Tông đang độ tuổi xuân thì mê mẩn. Hơn nữa, dù là gái quá, nhưng vốn xinh đẹp lẳng lơ nên chưa bao giờ Khách Thị coi mình là nhũ mẫu của Minh Hy Tông. Sau này, Minh Hy Tông đã phong Khách Thị làm phụng thánh phung nhơ. Mỗi dịp sinh nhật, hoàng đế đều đến tận nơi chúc thọ. Không chỉ vậy, còn có giai thoại nói rằng Khách Thị hạ thuốc cho Minh Hy Tông. Loại thuốc này khi ăn xong sẽ khiến nam giới sung mãn và có nhu cầu giường chiếu nhiều hơn. Minh Hy Tông cũng vì lý do này đã qua đời chỉ sau 7 năm tại vị. Sau khi Minh Hy Tông qua đời năm 1627, em út của ông là hoàng đế Minh Tư Tông lên nối ngôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với lại mình chia sẻ thâm cung bí sử của đời nhà Thanh, đời nhà Minh. Xin kính chào tất cả quý vị và hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau.